Rồi mấy cây Nhật Bãi cũng tay kính chào cả nhà mình. Hôm nay bên em mới về con Yanma F46D nha. Đó. Mọi người xem qua em nó xuất sắc luôn nha cả nhà. Đặc biệt là con này bên em thay 4 quả lốp mới riêng luôn. Đó. Xe đẹp lốp mới nữa thì chạy miễn bàn luôn nha. Mấy cái con to này là tầm nhìn mà khi mình ngồi trên cái khoang lái cả nhà rất là thoáng luôn nha, quan sát thoải mái thoáng đãng, chạy rất là sướng, chạy nhanh luôn nha. Đó, thấy hoành tráng không, đi bố quả lớp đẹp, đặc biệt hàng hàng dòng chữ Nhật cả nhà, ngay nằm ngay cái thương hiệu F46D luôn. Con này 4 quả lớp bên em thay mới nha cả nhà, em chỉ đi qua thôi. Lớp trước là 9-16. Đẹp luôn. À, lớp mới rồi, về mình chạy thôi, không phải phân vân gì nữa nha. Đó, ốc vít thì đẹp sáng. Bom nguyên zin của Nhật. Rồi, lớp mới em đi sơ qua thôi. Cặp sau cũng lớp mới luôn nha cả nhà. Cặp sau là lớp Tyrone của Hàn Quốc. 13.626. Tyrone Hàn Quốc. Mâm là đẹp luôn nha cả nhà. Nó chỉ có cháy một tí thôi. Đó, nhà xem. Nó có ít cái chỗ cháy thôi nha. Ốc vít cũng đẹp luôn. Rồi, con này 4.1 hành tráng này. 4 quả lớp mới đây này, con tầng nó đi kỹ này nha. À, hai cầu rồi cả nhà, chạy nhanh này. À, hai cầu trợ lực lái này, power sim trợ lực lái này. Đặc biệt có bên nghiêng luôn nha. À, đùi thẳng đẹp, nhìn rất là to và chắc luôn, quá là hoành tráng. Mấy con này chạy phê luôn nha cả nhà. Mấy con này chạy phê chạy sướng. Nhanh. Làm được mọi việc không dùng. Đùi nhìn rất là chắc luôn nha. Cái đuôi chuột nó còn vàng luôn, 7 màu luôn rồi nha. Rất chắc luôn.
chạy trên 900 giờ, 900 giờ cho cả nhà, 908 giờ này. Đó, chạy nhanh luôn, siêu nhẹ nhàng. Rồi đèn xi nhan đầy đủ. Ba số chạy nha cả nhà. Đó. Em nào có ba số chạy và một số lùi này. Đó. Ben. Ghế thì nguyên riêng theo xe nha. Đây, cái này bên em để nguyên viên chưa dặm chưa rồi nha cả nhà. Khi mua rồi các bác muốn sơn dặm lại thì bên em sẽ sơn dặm lại cho mình nha. Đó, dưới ghế nè. Cái sau của em nói chỗ này là cái chỗ mình để bộ tùng ốc vít nè, cứng đó. Đó. Bộ loa ốc vít nha cả nhà. Mấy con mà máy che này ngồi xuống lắm nè, ngồi nó che mát cho mình thoải mái, tầm quan sát tầm nhìn rất là thoáng nha. Đi thảm lại chân này. Con này à, có 4 số sớ nha cả nhà. Đó. Ra rồi cơ mà cả nhà nhìn nó còn vàng luôn nè, đẹp luôn nha, động cơ 3 máy, phía chân này vẫn còn đất đai chưa sạch nha cả nhà. Cái chỗ này còn dính đất đấy, còn dính đất đó, chưa sạch. Cái chỗ này vẫn còn đầy đất bám trên động cơ máy nha. Cura vẫn còn mới luôn. Thương hiệu Yanma quá hoành tráng. Bên em là đầy đủ các chủng loại xe nha cả nhà, xe về liên tục. US cũng vậy, Yanma là dòng F cũng vậy nha. Ở đây còn dính lớp cả nhà thấy không, nó dính này, dính lớp lớp luôn. Động cơ 3T95. 3T95. 46 ngựa, vòng cơ 2006 đến 2835. Máy là 2,339 lít. Này bên em được có tư tập cho nhà, còn đây đó hết. Đất
bán đầy trên bô gió bô đồ luôn, bô e bô đồ luôn, còn nguyên đất. Rồi Yamaha F46D nha cả nhà. Con này 4 quả lớp bên em thay mới rồi. Bên em đang ra giá con này 175 triệu. Đó. Với 4 quả lớp mới riêng luôn nha. 175 triệu. Cả nhà ai cần sở hữu em nói thì nhắc máy liên hệ với em. Về bây giờ mình chỉ có chạy thôi, không phải lo lắng gì nha cả nhà. Chạy siêu sướng luôn.